Xin mời các bạn đến với trận thứ hai trong một chiều ngày hôm nay. Giờ vào hết rồi. Thank you.
Chị
Chuẩn mua chuyện ông có hạn định nè rồi ai đã hát được.
nào ta? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi lấy rồi hả? Wow. Yeah.
chị. Vâng. Cô ai cô chưa.